Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Kênh chuyên về phụ tùng xe 3 4 bánh. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ cầu dành cho máy lổ cỡ khoảng 5 7 tạ đổ lại, hoặc là xe làm mà máy cắt cỏ hoặc là xe nông nghiệp các kiểu. Đấy. Thì hôm nay xin giới thiệu đến các bạn là một cái bộ cầu dùng cho máy xăng có côn. Côn này là côn tay các bác nhé. Cái máy này thì có tỷ số truyền rất là cao, cho nên là tất cả những cái dòng máy mà không có hộp số giảm tốc ấy, đi qua cái bộ này ấy, thì đều dùng được nhé. Tỷ số truyền của nó lần lượt là 1/38, 1/27 và số lùi của nó là 1/47. Đấy, tỷ số truyền rất là cao các bác nhé. Thì có 3 số như vậy. Đây là cái cần rút số. Thì nó sẽ rút lần lượt là 1, 2, 3 và lùi. 1, 2 và số lùi. Chiều rộng cầu thì có thể thay đổi tùy theo nhu cầu của khách hàng. Đấy. Thì hộp số này, cầu này. Đai thì có loại đai bản A và bản B. Như cái loại này là đai bản A. Đấy, đai bản B thì mình vét rộng rãnh ra là được. Loại này có vi sai các bác nhé. Đây là loại trục có vi sai nhé. Đấy, chứ không phải là loại cầu không vi sai. Loại này là loại có vi sai. Đây, trục có thể quay hai chiều khác nhau đây. Đấy. Các loại bánh có thể lắp đặt thì giới thiệu một cái mẫu bánh có thể phù hợp. Đó là bánh gai máy cày đường kính 40, tim ốc là 70, lỗ tâm 63. Đây là một mẫu bánh gai. Tất nhiên các bác có thể lắp mẫu bánh khác thì tùy. Đấy, mẫu này thì là mẫu có côn tay các bác nhá. Có nghĩa là các bác sang số là phải ngắt côn thì mới sang được số. Đấy. Thì đây là phần cần số. Cần số rút. Ba số như vậy. Rút ra. Rút 1, 2, 3. Đấy, số lùi. Trục thì cơ bản là như thế thôi. Đấy, tim ốc 70. Hộp số cầu. Cái này cũng nhẹ cân thôi. Thì thông số cân nặng em sẽ để ở dưới. Thông số cân nặng thì em sẽ để cái phần cân nặng hộp số này ở dưới. Còn cái ống cầu này dài ngắn bao nhiêu ấy, thì mình sẽ tùy theo cái chiều dài cân nặng nó sẽ khác nhau. Đây là chi tiết của nó là như vậy. Đường kính bu ly này nó khoảng 16 nha các bạn nhé. Đường kính bu ly là khoảng 15-16 cm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bác nào chưa follow kênh ấy, thì có thể nhấn follow kênh, nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi đăng những cái sản phẩm mới lên. Như cái bộ này thì nó khoảng 87 cm nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.